Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Càng điên cuồng chống dập tắt dư luận, Bộ Công an càng làm dư luận bùng phát mạnh hơn Vào ngày 1 tháng 10, báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Bộ Công an đã xử lý người được cho là đã tung tin sai về thị trường chứng khoán Đó là Nguyễn Xuân Lượng ở huyện Trương Mỹ và Bùi Tiến Dũng ở huyện Thoanh Ngoai, thành phố Hà Nội Cục An ninh Chính trị Nội bộ Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đã phải vất vả truy tìm người xử để chấn an dư luận. Đây là hình ảnh chống tin đồn bằng cách cho công an lên tiếng trên báo chí. Gần đây có hai vụ tin đồn làm chấn động mạng xã hội trong và ngoài nước. Tin đồn về tỷ phú Bùi Thành Nhơn, tức là chủ tịch hội đồng quản trị Novoland và tin đồn về ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Đặc biệt là tin đồn về ông Phạm Nhật Vượng. Từ đầu tháng 7, ông Phạm Nhật Vượng bị đồn là bị cấm xuất cảnh ngay sau đó là Bộ Công an đã phải lên tiếng đính chính và tiến hành bắt bớ những người đưa tin đồn này. Mặc dù vậy, người dân vẫn muốn thấy hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng phải ở nước ngoài hơn lời lẽ của Bộ Công an. Phía Vingroup và Bộ Công an vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu này trong suốt thời gian vừa qua. Cho đến tháng 10, thông tin miếng Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh lại bùng phát tiếp với hình ảnh xe cảnh sát 113 trước cổng của tập đoàn Vingroup và sau đó là tin đồn ông phạm nhật vượng bị cấm xuất cảnh bùng phát dữ dội lan truyền khắp nơi lần này ông tuân sô lại lên mặt báo chí đính chính tiếp tuy nhiên lần lính chính thứ nhì của ông sô không thể dập tắt được tin đồn và cuối cùng thông tin về ông vượng đi nước ngoài cũng được công bố có thể nói thông tin qua báo chí chính quyền của đảng cộng sản việt nam đã làm hết sức mình để dập tắt dư luận nhưng liệu thông tin có bị dập tắt hay không đó là một câu hỏi đang được đặt ra. Từ Bộ Công an xác định thông tin dân cũng không tin. Bộ Công an cho bắt người tung tin làm dân càng nghi ngờ. Rồi thông tin ông Vượng đi Nhật lại được tung lên báo. Người dân lại càng nghi vấn hơn nữa. Vì sao nhiều lần chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình dập tắt dư luận tin đồn, nhưng tin đồn lại ngày càng mạnh lên như vậy. Đây là hình ảnh cho bắt người cũng không dập tắt được tin đồn phân tích về vụ ông Phạm Nhật Vượng đi Nhật thì lòi ra rất nhiều điểm nghi ngờ nêu trên. Hình ảnh ông Vượng ký kết đấy không có một căn cứ nào cho thấy ông Vượng đã đến Osaka, Nhật Bản. Trên bản ký kết hợp đồng có những lãng hoa và rất diêm rúa, dường như nó mang phong cách của Việt Nam chứ chẳng phải của Nhật. Bởi Nhật Bản cũng như phương Tây, họ không thích màu mè loè loẹt, cây hoa lá. Hình ảnh về ông Vượng đi Nhật thì quá ít điều đó cho thấy báo chí đang đưa tin cũng không rõ ràng mà một khi không rõ ràng thì không thể nào dập tắt được tin đồn thậm chí nó còn làm nghi ngờ hơn tin đồn nổi lên và dựa vào tình trạng mơ hồ thiếu thông tin để trị được tin đồn thì chỉ có thể là thông tin đầy đủ rõ ràng và minh bạch tuy nhiên báo chí nhà nước và bộ công an việt nam thì cứ đưa tin như có điều gì đó giấu giếm người dân đó là lý do chính quyền càng dập tin đồn thì tin đồn lại càng bùng phát. Cũng có nhận xét khá thú vị rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay dùng xăng để chữa lửa, bởi vì trong tay họ không có gì ngoài xăng. Minh Bạch chính là kẻ thù của chế độ Cộng sản, nếu họ minh bạch tất cả thì Đảng Cộng sản đã không tồn tại cho tới ngày nay. Việc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng thông tin thiếu minh bạch để dập tắt tin đồn, thì nói chung họ cũng đang sử dụng những công cụ mà họ đang có trong tay nhưng dường như nó càng làm người dân nghi ngờ hơn đây là hình ảnh chiều lòng dư luận cũng không xong vì rất thiếu rõ ràng việc ông phạm nhật vượng ký biên bản ghi nhớ với công ty cát air nếu có nhiều hình ảnh tư liệu thì tại sao chỉ dùng một tấm ảnh như vậy việc quay clip hay chụp ảnh là một công việc đơn giản mà ai cũng có thể làm được vậy tại sao lại sử dụng một tấm ảnh thống nhất ở tất cả các trang báo cho nên dấu ấn chỉ đạo trong vấn đề đưa tin là rất rõ biết đâu những tấm ảnh kia đều là căn cứ mà người dân phát hiện ra ông Vượng không đến Nhật thì làm sao có thể dập tắt được tin đồn. Thực ra việc bắt tin đồn này không cần báo chí hay công an. Chính Vingroup cũng có thể làm được mà tại sao Vingroup lại không dám làm. Phải chăng họ không có những bằng chứng thuyết phục để chứng minh được điều đó. Vì thế nên càng dập tắt tin đồn thì lại càng bùng phát dữ dội hơn trong nước và nước ngoài kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những chiếc xe ma nào đưa những đại gia vào tủ? Anh Dũng, Mỹ Lan, Văn Quyết và tiếp tới ai nữa đây? Hãng xe Rolls-Royce của Anh quốc là hãng xe siêu sang tới hơn thế kỷ nay. Nó là biểu tượng của chất lượng, sự xa xỉ và đẳng cấp xã hội. Muốn chiếc Rolls-Royce trị giá từ 20 đến 40 chiếc xe ô tô phổ thông, nên nó không phải là loại xe dành cho giới trung lưu, thậm chí những gia đình được diện bảo rằng khá giả cũng không đủ sức mà phải là gia đình đại gia mới có thể mua nó. Không hiểu sao hãng Rolls Royce làm ra sản phẩm họ hay dùng những cái tên gợi nhớ đến thế giới coi âm để đặt cho nó. Ví dụ chiếc xe sedan nằm trong hàng top đầu thì hãng Rolls Royce đặt cho nó cái tên là Phantom, nghĩa là bóng ma. Chiếc xe sedan mới đẳng cấp thấp hơn một chút thì họ đặt tên là Ghost, tức là con ma. Với chiếc xe sang thể thao thì họ đặt tên là White right, nghĩa là hồn ma. Và hiện nay Rolls-Royce có 4 sản phẩm thì có đến 3 sản phẩm họ đặt tên liên quan đến ma. Chiếc xe còn lại là một chiếc xe địa hình thì họ đặt tên theo viên kim cương lớn nhất thế giới là Kulian. Đây là hình ảnh chiếc xe con ma rát vàng của ông Trịnh Văn Quyết. Thực ra hàng trăm năm qua cả thế giới dùng xe của Rolls-Royce chứ không riêng gì những đại gia tại Việt Nam và người ta cũng chưa ghi nhận một quy luật gói âm mà những chiếc xe ma ấy sẽ đưa các chủ nhân của nó vào tù. Tuy nhiên những năm qua người ta thống kê những con số của những người đi những chiếc xe có tên là bóng ma, hồn ma, con ma của Ron Ray không tán ra bại sản thì cũng vào tù thì khá nhiều tại Việt Nam. Tất nhiên con số thống kê là con số thật nhưng có phải vì cái tên bóng ma, hồn ma, con ma của Ron royce làm cho họ phải vào tổ hay không thì cũng không có cơ sở và lại đã lan truyền câu chuyện tâm linh thì không bao giờ đòi hỏi bằng chứng khoa học được. Bạn đọc nghe để hiểu thêm và ghi nhận hiện tượng cũng không nên suy diễn là có liên quan gì tới nhau. Chiếc Rolls Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Triết dùng chiếc xe siêu sang này sau một thời gian ông biến mất bí ẩn và sau dính vụ lừa đảo bán lụa của tàu kế đến là bà Dương Thị Bạch Diệp nhập về chiếc xe phan thôm đỉnh đám và kết quả hiện nay bà đang phải thụ án tù. Mới đây, những cái tên bị bắt làm rung động Việt Nam như Đỗ Anh Dũng, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tân Hoàn Minh, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đều sở hữu những chiếc xe bóng ma và con ma của Rolls Royce. Đây là hình ảnh chiếc xe bóng ma của bà Trương Mỹ Lan Đối với ông Trịnh Văn Quyết thì ông sở hữu hai chiếc xe Rolls Royce, một chiếc Ghost mạ vàng và Phantom lửa thiêng. Hiện tại thì ông Quyết đang ngồi tù và số phận hai chiếc bóng ma và con ma của ông đang được các ngân hàng siết nợ và cho đấu giá thu hồi công nợ. Bà Trương Mỹ Lan thì nhiều người cho rằng với bà Lan thì không có chuyện mê tín, những gì dính dáng đến chữ ma là bà muốn trừng trị nó. Cũng theo thông tin đã được chia sẻ trước đây bà Trương Mỹ Lan đã thu lại ít nhất 3 công trình ma để sửa lại để kinh doanh, đó là cao ốc An Đông 2, Thuận Kiều Plaza và tòa nhà One tower đắc địa. Ngoài ra, bà còn chủ sở hữu của ba chiếc Rolls Royce với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng, bao gồm hai chiếc Rolls Royce Phantom và một chiếc Rolls Royce Ghost. Kết quả thì bà Trương Mỹ Lan giờ cũng ngồi tù chưa biết lúc nào sẽ ra. Còn ông Đỗ Anh Dũng chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tân Hoàn Minh cũng từng sử dụng chiếc Rolls-Royce Phantom 7 trị giá hơn 35 tỷ đồng và hiện nay ông Dũng cũng đang ngồi tù về tội lừa đảo trên thị trường trái phiếu. Đây là hình ảnh chiếc xe bóng ma của ông Đỗ Anh Dũng. Ở khía cạnh tâm linh, truyền thông không lý giải vì nó không dựa vào bằng chứng khoa học. Còn về vấn đề lý giải tại sao những đại gia sở hữu Rolls-Royce phải vào tù thì không có gì là khó đó là họ kiếm tiền bằng hình thức phạm pháp thì ắt họ phải trả giá. Bởi ở Việt Nam nếu làm ăn chân chính thì không biết bao nhiêu đời người mới có thể sắm nổi một chiếc bóng ma của hãng Rolls cho được. Đã làm ăn bất chính thì đi xe gì cũng không có cái kết có hậu chứ không phải chỉ có mỗi vì Rolls Royce mà vì thế họ mới bị. Có thể nói rồi cũng sẽ có những đại gia đi xe con ma tiếp tục vào tù vì những lý do tương tự.